chương trình. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu đồng chí. Với công an tỉnh Đắk Lắk trong công tác chuẩn bị các nội dung điều kiện. Ngày 5 tháng 7 tại công an tỉnh Đắk Lắk, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an đã tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2022, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, dự và chỉ đạo hội nghị. Tham dự hội nghị còn có lãnh đạo một số cục nghiệp vụ Bộ Công an, lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk và lãnh đạo Phòng Cảnh sát Giao thông Công an 63 tỉnh, thành phố trên cả nước. Trong 6 tháng đầu năm 2022, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Công an, lực lượng cảnh sát giao thông trong cả nước đã nỗ lực thực hiện các mặt công tác nhằm duy trì đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Trong đó, cảnh sát giao thông công an các đơn vị địa phương đã tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các đợt cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Nhâm Dần cũng như các ngày lễ, sự kiện lớn của đất nước, ra quân cao điểm kiểm tra xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông và dẫn đoàn bảo vệ các hội nghị, sự kiện chính trị, văn hóa xã hội quan trọng của đất nước, đồng thời tăng cường tuyên truyền giáo dục nâng cao ý thức pháp luật cho người tham gia giao thông, tổ chức tuần tra kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, đấu tranh quyết liệt có hiệu quả với các loại tội phạm trên các tuyến giao thông. Qua đó, tình hình trật tự an toàn giao thông trên cả nước đã có chuyển biến tích cực và giảm hai mặt số vụ số người bị thương so với cùng kỳ năm 2021. Ùn tắc giao thông được kiểm soát, công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên các tuyến giao thông đạt kết quả cao. Đã triển khai đồng bộ phân cấp đăng ký xe ô tô cho 594 công an cấp huyện và đăng ký xe mô tô, xe gắn máy cho 701 công an cấp huyện, 3.420 công an cấp xã theo quy định tại thông tư số 15/2022 của Bộ trưởng Bộ Công an. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, nêu cao tinh thần trách nhiệm của lực lượng cảnh sát giao thông trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa, qua đó góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông, kéo giảm số vụ tai nạn giao thông trên cả nước. Đồng thời yêu cầu Cục Cảnh sát Giao thông tổ chức chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông trong cả nước tiếp tục thực hiện đợt cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội, tăng cường xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa theo các chuyên đề, nhất là chuyên đề xử lý vi phạm nồng độ cồn và xe quá khổ quá tải, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tích cực vận động tuyên truyền quần chúng nhân dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông, duy trì nhân rộng và nâng cao chất lượng hiệu quả các mô hình tự quản về trật tự an toàn giao thông trong nhân dân, xây dựng lực lượng cảnh sát giao thông ứng xử hay làm việc tốt, nhân rộng tuyên truyền những tập thể cá nhân điển hình tiên tiến trong lực lượng nói riêng, hình ảnh người chiến sĩ công an nói chung, ngày càng lan tỏa những hình ảnh đẹp trong lòng nhân dân.